Cái vụ chính ngành này đâu phải là mới, mã vùng trồng mình cấp loạn xị bao nhiêu năm nay rồi, nó như một cái vòng kim cô. Người sản xuất doanh nghiệp thì vẫn cứ mau mau chóng chóng, ăn được là ăn, ta phải chơi trong khuôn khổ. Chào các bác, hôm trước thì em cũng có chia sẻ cái thông tin là doanh nghiệp mình xuất khẩu nông sản đi Trung Quốc 2 ngày bằng cả năm đi EU Nhật Bản, thì cũng nhận được khá nhiều cái thảo luận thú vị của các bác. Đó là câu chuyện không bỏ trứng vào một giỏ, là bảo hộ thị trường, là vấn đề chính ngạch. Thì hôm nay em cũng xin phép là chúng ta sẽ thảo luận thêm về cái bài toán thị trường và cái định hướng trong cái sản xuất kinh doanh trong cái lĩnh vực nông nghiệp của chúng ta. Thì đầu tiên là cái câu chuyện chính ngạch. Thì em hình dung nó như một cái vòng kim cô trong cái phim Tây Du Ký, đúng không? Ông Đường Tăng ông ấy đeo cho Tôn Ngộ Không với cái mục đích là kiểm soát anh khỉ. Và để đeo được cho Tôn Ngộ Không thì ông ấy bảo ông ấy có cái vòng đẹp và ông ấy thương, nên là ông ấy tặng cho anh khỉ. Và từ đó đưa Tôn Ngộ Không vào khuôn khổ, vì trước đó là anh khỉ này còn dơ đà cầu bổng tính đập ông thầy mà, đúng không? Ta thì không phải Tôn Ngộ Không, cũng chẳng có cái sứ mệnh chung là đi Tây Thiên lấy kinh, nhưng mà ta có một cái mục tiêu là làm sao bán được nhiều hàng hơn và bán được với giá cao hơn. Mà muốn được thế thì phải đáp ứng được những cái yêu cầu của cái bên nhận hàng họ đặt ra. Họ nâng cao tiêu chuẩn và những cái tiêu chuẩn đấy nó cũng tiệm cận với các cái thị trường khác. Và nếu ta đáp ứng được thì đồng nghĩa với việc ta cũng đáp ứng được các cái thị trường đó, và nó mở ra cho ta những cái thị trường mới thay vì tập trung vào một trứng vào một giỏ. Thì tính ra cái khuôn khổ này cũng nên làm, đúng không các bác? Còn cái khía cạnh kim cô ở đây là gì? Trước đây chúng ta thấy bán qua Trung Quốc vui chạy buồn ong biên, mua bán hàng hóa cả công mấy chục cả trăm tấn, nhiều khi không có cái tờ giấy lộn. Còn giờ thì khác, hai bên thống nhất vùng trồng, vùng nuôi, sản lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, rồi ký hợp đồng sản xuất thu mua, MLC bảo lãnh thanh toán, đến hẹn là qua, tới khẩu là xuất, thương mại là thương mại, không có lý do gì để từ chối nhau, ông nào đạt là đi. Chả thế mà vừa rồi dịch bệnh siết như vậy, nhưng mà hàng của Hoàng Anh Gia Lai rồi nhiều bác chính ngạch là vẫn đi ầm ầm. Sợ tiếp xúc lây lan dịch bệnh thì tài xế kéo công đến bãi rồi tháo móc quay đầu, và sắp tới còn đi thẳng sang một số cái vùng nội địa của họ nữa. Thế thì vòng kim cô ở đây là gì? Thứ nhất là cái yếu tố cung cầu. Người ta vẫn cần hàng mình, có thể là do họ không có thể là do lệch vụ, nhưng cũng có thể là do yếu tố ngoại giao. Nhưng bây giờ quan hệ quốc tế không thể chơi cái bài vui mở buồn đóng nữa, thì phải chơi bài nào để hạn chế bảo hộ sản xuất trong nước. Chúng ta cũng biết những mặt hàng mà nước bạn có thể sản xuất được thì họ mạnh cỡ nào rồi. Nên là đầu tiên họ tối ưu sản xuất, nâng cao cái chất lượng hàng trong nước của họ. Ok rồi thì họ hô lên là bây giờ hàng phải đạt ABC tôi mới nhập. Và cái chính ngạch là cái hình thức mà chúng ta thấy. Đấy nhá, tôi cần hàng Anh, tôi nhập hàng Anh đấy nhá. Nhưng do hàng Anh không đạt nên tôi không nhập thôi. Danh chính ngôn thuận. Và lúc này thì cái vòng kim cô chính ngạch nó mới thể hiện. Ta phải chơi trong khuôn khổ. Thế nhưng không phải đùng một cái người ta áp dụng ngay. Trong cái quan hệ quốc tế thì có những cái thông lệ để mà giữa các nước có những cái biên độ thỏa thuận với nhau. Cái vụ chính ngạch này cũng vậy, quá trình đàm phán ký kết các bác nhà mình cũng phải cân kèo giữa năng lực nội tại, thực trạng sản xuất, thực trạng hàng hóa của dân mình mà điều đình. Tất nhiên là bên kia họ cũng phải đồng ý ở một khoảng nào đó. Không biết là em nghĩ có đúng không, nhưng mà ví dụ như là mình tham gia một cái cuộc đua xe 100 km đi, mà ta chạy con quay tàu còn đối thủ họ chạy Lamborghini, thì thông lệ quốc tế ở đây nó cho mình cái quyền là để bảo lưu cái quyền tham gia, là tôi sẽ chỉ tham gia từ km 50, km 80 gì đó, bởi vì thực tế là nhà tôi đang dùng một cái xe rất yếu so với anh. Thì lộ trình trong việc áp dụng các cái tiêu chuẩn quốc tế giữa các quốc gia với nhau nó cũng vậy. Ta với Trung Quốc cũng có lộ trình đó, 2022, 2023 bắt đầu áp dụng chính ngạch, 2025, 2027 là chuẩn hóa, hạn chế đóng các cái cửa khẩu tiểu ngạch, 2028 là hoàn toàn chính ngạch. Mà chính ngạch ở đây chính là tiêu chuẩn, là mã vùng trồng, là mã cơ sở đóng gói, danh mục và định lượng vật tư sử dụng, truy xuất các kiểu, và ta có thời gian để hoàn thiện. Chứ rõ ràng là đâu ai áp dụng ngay thì ta cũng đừng để nước đến cổ mới ngụp lặn vẫy vùng. Chính sách của nhà nước thì cũng đã ban hành, nhưng mà cái cơ chế triển khai ở cơ sở thì còn yếu. Trong khi bản thân thực thể chính là người sản xuất doanh nghiệp thì vẫn cứ mau mau chóng chóng, ăn được là ăn. Cái vụ chính ngạch này đâu phải là mới, mã vùng trồng mình cấp loạn xị bao nhiêu năm nay rồi chứ. Nhưng chỉ khi Trung Quốc hô là siết, đóng biên rồi cái hàng hóa lên cửa khẩu ùn ứ, giải cứu, ê hề, phương tiện truyền thông lên rần rần thì mọi người mới quan tâm nữa thôi. Hay như vừa rồi với thẻ vàng châu Âu ICU ấy, đối với thủy sản bị tuýt còi thì ta mới hò té nhau chạy, nào là trang bị định vị trên tàu, nhật ký khai thác, rồi chuẩn hóa cơ sở chế biến thu mua các kiểu, chạy đua để cái đợt kiểm tra vừa rồi, rồi tới đây họ gỡ cái thẻ vàng mà đi tiếp. Thì em sơ sơ như vậy để thấy rằng cái vụ chính ngạch này nó không hề mới, và nó là cái hình thức của rất nhiều cái vấn đề trong đó. Nhưng cái quan trọng là chúng ta phải hiểu được cái bản chất và cái xu hướng tất yếu của nó để mà thay đổi tư duy, thay đổi cái phương thức sản xuất kinh doanh. Chứ cứ vớ được là ăn nước ngập quá đầu mới tập bơi thì làm sao mà sống nổi trong cái cạnh tranh quốc tế, trong cái bảo hộ thị trường của người ta. Còn quan điểm của các bác như nào thì chúng ta cùng nhau thảo luận tiếp nhé.